Các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Phú Yên chủ động ứng phó với mưa lũ. Ngày 10 tháng 10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành công điện số 31 gửi các tỉnh, thành phố Trung Bộ từ Quảng Bình đến Phú Yên, các bộ Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí về việc chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Nội dung công điện nêu rõ, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh thành phố Trung Bộ từ Quảng Bình đến Phú Yên đã có mưa rất lớn từ 200 đến 400mm, riêng Thừa Thiên Huế có nơi trên 500mm, một số trạm mưa lớn như Bạch Mã Thừa Thiên Huế 510mm, Hồ Trùy Thừa Thiên Huế là 456mm, Hà Thanh Quảng Nam 431mm. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10 tháng 10, từ Quảng Bình đến Quảng Trị tiếp tục có mưa từ 40 đến 70mm, có nơi trên 90mm. Từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 10, Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi mưa rất lớn từ 150 đến 250mm, có nơi trên 300mm. Bình Định, Phú Yên có mưa từ 70 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Mưa lớn gây lũ trên các sông trong khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Đỉnh lũ ở mức báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị. Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn, lũ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị các tỉnh, các bộ ngành nêu trên chỉ đạo thực hiện việc theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó giảm thiểu thiệt hại, kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất. Các bộ ngành địa phương tổ chức lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn, triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, phòng chống ngập úng khu vực đô thị, khu công nghiệp. Các bộ ngành địa phương chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai phương án vận hành và đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy điện lợi sung yếu, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông, đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường đưa tin về tình hình mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, để người dân biết chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương tăng cường các thông tin về diễn biến của mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng đến người dân và các cấp chính quyền để chủ động phòng tránh. Các đơn vị nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.